Những lần chia tay đầy nuối tiếc của Sao Việt trong nửa đầu năm 2022. Chỉ trong nửa đầu năm 2022, Vbiz đã chứng kiến nhiều mối tình đẹp tan vỡ khiến nhiều người nuối tiếc. Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 52 diễn ra ngày 15 tháng 5, Cát Phượng lên tiếng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm gắn bó. Nữ diễn viên chia sẻ, tôi và Kiều Minh Tuấn không còn sát cánh bên nhau nữa. Truyền thông thời gian qua cũng đồn đoán, nên tôi muốn nói một lần. Tôi và Kiều Minh Tuấn đã chia tay từ ngày 14 tháng 2 năm 2021. Mọi người phải vui giùm tôi chứ đừng buồn. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn hẹn hò từ năm 2009 và đã có 12 năm chung sống. Kiều Minh Tuấn kém Cát Phượng 18 tuổi và họ giữ kín về mối quan hệ suốt 8 năm yêu nhau, đến năm 2017 mới chính thức công bố với truyền thông. Khi quen Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lui về hậu trường, làm quản lý cho bạn trai theo đuổi nghiệp diễn. Cát Phượng cho biết dù 12 năm chung sống, nhưng chị và Kiều Minh Tuấn chưa có hôn thú nên không thể gọi là ly hôn. Sau khi tin tức được công bố, Kiều Minh Tuấn nhận về nhiều bình luận gay gắt. Hiện tại nam diễn viên vẫn giữ im lắng và đã khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân giữa ồn ào. Hoàng Oanh, Giác, đêm ngày 11 tháng 4 vừa qua, ông xã của Hoàng Oanh là Giác Côn đăng tải thông báo đã chia tay với nữ MC. Sau đó, một ngày, đích thân Hoàng Oanh viết tâm từ dài gửi tới người hâm mộ xác nhận chuyện chia tay. Nguyên nhân chia tay nữ MC cho biết vì sự khác biệt về văn hóa. Sau khi ly hôn, cả hai vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, cùng hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc bé Mắc. Hoàng Oanh và Giác Côn quen biết nhau từ cuối tháng 10 năm 2017, nhưng gần một năm sau, cô mới nhận lời yêu. Giác Côn là người Mỹ sống tại Singapore. Thời gian hẹn hò, Hoàng Oanh cho biết Giác sống tình cảm, yêu quý gia đình cô, thường muốn ăn cơm mẹ cô nấu. Cuối năm 2019, hôn lễ lãng mạn của cả hai được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2020, Hoàng Oanh một mình sinh con đầu lòng khi Giác ở Singapore, không thể bên cạnh cô nhiều tháng do dịch. Sau đó, cô quyết định cùng con trai sang Singapore đoàn tụ chồng giữa tình hình dịch đầy khó khăn. Hơn một năm làm mẹ ở xứ người, cô chủ yếu dành thời gian ở nhà cho con. Diễn viên không thuê vú em mà tự trông con, chăm sóc nhà cửa để tiết kiệm chi phí. Ban đầu, cô cho biết mệt mỏi vì phải tự quán xuyến nhà cửa, thức đêm trông con vì chồng bận việc. Khi con trai đi học mẫu giáo, cô mới bắt đầu có thời gian cho bản thân, làm công việc online, quay vlog. Hòa Minzy, Minh Hải, sau gần 5 năm bên nhau, trưa ngày 19 tháng 2, Hòa Minzy đã lên tiếng thông báo về việc chia tay bạn trai thiếu gia. Hiện tôi và anh Hải đã kết thúc mối quan hệ tình cảm. Thời gian bên nhau, tình cảm là thật, hạnh phúc đã có cũng là thật nên tất cả những gì thể hiện cho mọi người thấy. Tôi không hề hối hận. Về phương diện pháp lý, tôi và anh Hải chưa đăng ký kết hôn, chưa cưới nên không phải ra tòa giải quyết vấn đề gì. Tôi cũng không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay, Hòa Minzy cho hay. Ca sĩ cho biết cả hai không dễ đi đến quyết định này, nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, họ cố gắng nhiều nhưng không có tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng. Không phải chia tay vì yêu xa, cũng không có người thứ ba liên quan đến quyết định này, cô nói. Hòa Minzy cho biết mình và bạn trai cũ chia tay trong văn minh. Điều tuyệt vời nhất cả hai có được là con trai đầu lòng, bé Bo. Hiện Minh Hải vẫn sống tại Australia nên cuộc sống của mẹ con Hòa Minzy không thay đổi. Cô nói sẽ sớm đưa con trai qua Australia thăm bố. Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm. Bố mẹ sẽ luôn kề cạnh, cùng nhau chăm sóc Bo, Hòa Minzy gửi đến con trai.